Anh ơi em sửa xong tủ lạnh với mấy giặt rồi Tiện thể nấu cơm cho anh luôn rồi cho em xin 5 ngàn ạ à. Chị ơi em cài xong quyên rồi chị có muốn em gắn thêm gì không ạ à? Và đó là hai chức vụ phổ biến nhất khi mọi người liên tưởng đến lập trình viên Và hôm nay tôi sẽ chia sẻ với mọi người Thực sự làm lập trình viên là làm gì Và nếu bạn muốn trở thành một lập trình viên Thì có những con đường sự nghiệp nào mà bạn có thể chọn nếu bạn đi vào một vòng Facebook, bạn sẽ thấy những từ như là lập trình viên Python, lập trình viên C++, lập trình viên Java hay là lập trình viên Deep Learning, Machine Learning gì đấy nghe rất là ngầu đúng không? Nhưng có một sự thật tôi phải chia sẻ với mọi người đó là những cái từ trên chỉ là tập hợp một đống từ chưa bao giờ được nghe tới trong công nghệ. Không hề có một cái chức danh nào gọi là lập trình viên Python, không hề có cái chức danh nào gọi là lập trình viên C++ hết. Vậy nên nếu bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về lập trình hãy vào trang web vcodemy.com Về cơ bản thì đây là một trang web cung cấp tất cả kiến thức lập trình từ nhóm một mình mặc dù hiện tại thông tin trên web vẫn chưa nhiều lắm Tôi phải nói trước với mọi người đó là tại sao tôi lại đặt tiêu đề là top 4 mặc dù ngoài kia vẫn còn nhiều vị trí có thể là ngon hơn những vị trí mà tôi chia sẻ nữa Đó là vì Youtube muốn tôi làm như vậy và các bạn cũng muốn tôi làm như vậy và đây là top 4 những vị trí mà tôi nghĩ là ở thị trường Việt Nam phổ biến nhất cũng như là phù hợp nhất cho những bạn mà vừa mới bắt đầu vào lập trình. Cho nên ngoài bốn vị trí này vẫn còn nhiều vị trí khác và nếu các bạn thích thì tôi sẽ làm nhiều video hơn về chủ đề này. Đầu tiên, chúng ta cần phải biết đó là trong thị trường công nghệ thì có những cái mảng nào mà cần lập trình viên. Và đương nhiên rồi, tôi chắc chắn với các bạn luôn, đó là trong thị trường công nghệ ở Việt Nam sẽ có hai cái mảng lớn nhất mà bạn hầu như là không thể tránh được, đó là mảng web và mảng app đương nhiên là nó vẫn còn nhiều mảng khác mà thực sự thì tôi nghĩ trong thị trường Việt Nam không có nhiều người làm trong những lĩnh vực này vì nó khó hơn và cũng ít vị trí làm việc hơn như là mảng về AI, hệ thống nhúng, IoT hay là đồ họa máy tính và hệ điều hành Vậy nên chúng ta sẽ tập trung vào hai mảng lớn nhất của chúng ta đó là mạng web và mạng app và nếu các bạn nhìn vào những sinh viên vừa mới tốt nghiệp công nghệ thông tin hoặc là khoa học máy tính và kể cả những người mà họ không học những trường cao đẳng hoặc là đại học thì tôi chắc chắn với các bạn là rất nhiều người họ sẽ bắt đầu bằng C, C cộng cộng hoặc là Java và cái điều này sẽ giúp cho họ có một cái nền tảng cơ bản để trở thành một backend developer. Nhưng nếu bạn chỉ biết C, C cộng cộng hoặc Java thì nó sẽ là hạn chế rất lớn dành cho bạn và bạn nên nhớ rằng cái ngôn ngữ mà bạn học chỉ có ích khi mà công ty của bạn sử dụng và bây giờ thì chúng ta sẽ nhìn vào một cái lộ trình phát triển của một backend developer hoặc là một cái roadmap của backend engineer nhé. Và các bạn có thể tìm thấy cái lộ trình phát triển, cái roadmap của backend developer ở trên trang là roadmap.nsac Và các bạn cũng có thể search là backend developer roadmap nhé Để trở thành một end developer thì điều đầu tiên mà chúng ta cần phải hiểu đó là Internet mà chúng ta sử dụng hàng ngày nó được chạy như thế nào Và những cái thuật ngữ liên quan như là http là gì Ví dụ như khi các bạn mà vào một cái trang web như là facebook.com hoặc là youtube.com đi hoặc là cái trang uh, Map này luôn đi. Thì các bạn sẽ thấy một cái thuật ngữ ở đằng trước cái trang đó là HTTPS. Thì HTTPS này nó là cái gì? Thì các bạn cần phải hiểu cái đó. Và cũng như là những cái thuật ngữ liên quan như là hosting là gì, domain name là gì. Sau khi mà chúng ta đã hiểu được internet là gì và cách nó chạy như thế nào thì chúng ta sẽ bắt đầu chọn một cái ngôn ngữ bất kỳ để sử dụng. Và các bạn có thể chọn bất kỳ cái ngôn ngữ nào bạn thích cũng được. Các bạn, các bạn có thể chọn Go, các bạn có thể chọn Rust, Java, C# đều không quan trọng giống như là những sinh viên công nghệ thông tin hoặc là khoa học máy tính họ tốt nghiệp thì thường họ sẽ chọn là c c cộng cộng java thì đều được hết không có gì quan trọng cả nhưng có một điều như thế này đó là khi mà các bạn vào một công ty và công ty đó không sử dụng cái ngôn ngữ bạn học thì bắt buộc bắt buộc luôn các bạn sẽ phải học thêm cái ngôn ngữ mới thôi cho nên là các bạn có thể chọn bất kỳ ngôn ngữ nào không cần biết nhưng tôi đảm bảo với bạn đó là khi mà các bạn đã hiểu được nền tảng của một ngôn ngữ thì khi các bạn chuyển sang cái ngôn ngữ thứ hai hoặc là thứ ba thứ bốn gì luôn cũng được thì các bạn rất tốn rất ít thời gian để có thể hiểu và thành thạo được cái ngôn ngữ đó có thể là dưới cả một tháng cho nên các bạn cứ đánh đại đi không cần sợ sai đâu và đừng bao giờ nghe một ai đó tôn sùng bất kỳ cái ngôn ngữ lập trình nào vì tôi chắc chắn với các bạn luôn nếu các bạn vào một công ty mà công ty đó không sử dụng cái ngôn ngữ lập trình mà bạn tôn sùng thì vứt thôi cho nên các bạn cứ chọn một cái ngôn ngữ lập trình nào đó mà bạn nghĩ là công ty mà sau này bạn làm sẽ sử dụng. Ví dụ như các bạn muốn vào Facebook, à, YouTube đi ha thì các bạn có thể chọn PHP. Và tôi thấy rất nhiều người họ nói là PHP rất là già, rất là cũ rồi nhưng mà tôi không nghĩ là nó là một cái ngôn ngữ lập trình tệ đâu và các bạn có thể chọn PHP rất là an toàn và sau khi mà chúng ta đã hiểu được một cái nền tảng của ngôn ngữ lập trình thì chúng ta sẽ học về version control system đơn giản thì đây sẽ là cái giúp các bạn làm việc nhóm và thực sự thì không phải là bắt em developer mà tất cả những lập trình viên họ đều phải biết về version control system nếu như bạn muốn vào một công ty và làm việc nhóm ha và có vẻ có thể là cái này sẽ rắc rối cho bạn rất là nhiều nhưng các bạn chỉ cần học vài cái đơn giản như là GitHub hoặc là có thể học về GitLab và biết bất kỳ cũng được và đương nhiên thì đó mới chỉ là bắt đầu của một backend developer và chúng ta sẽ còn phải tìm hiểu nhiều hơn nữa. Vậy thì backend developer làm gì và họ có vai trò gì? Về thuật ngữ chuyên môn thì backend developer sẽ là những người tạo ra và quản lý những cái logic đằng sau server. Và nghe thì nó có vẻ hơi khó hiểu đúng không? Thì tôi sẽ lấy một cái ví dụ đơn giản hơn để chúng ta có thể dễ hiểu hơn. Ví dụ giống như là khi mà chúng ta đi vào một cái cửa hàng hoặc là một nhà hàng bán phở đi. Và các bạn kêu uh, anh bồi bàn cho em tô phở. Và back-end developer sẽ là những người đầu bếp. Họ sẽ nấu và tạo ra cái tô phở đó cho bạn. Và đương nhiên là các bạn sẽ không nhìn thấy back-end developer. Vì thường là họ sẽ làm ở đằng sau cái màn ảnh. Vậy thì công việc của họ là làm gì? Đó là tạo ra cái món ăn ngon nhất và nhanh nhất dành cho bạn. Đó chính là công việc của những back-end developer. Chúng ta đã có những đầu bếp để có thể tạo ra những món ăn. Vậy thì ai sẽ là người phục vụ những món ăn đó dành cho thực khách? đó chính là những front end developer vậy thì công việc của front end developer là làm gì đó sẽ là tất cả những gì mà bạn thấy khi mà bạn vào một trang web thì giống như là khi các bạn vào nhà hàng thì front end developer những cái người bồi bàn họ sẽ ra lấy cái thực đơn của bạn và chạy vào nhà bếp kêu thằng đầu bếp ê làm này món này cho tao và sau khi mà đầu bếp đã làm xong thì người bồi bàn đó họ sẽ đưa cái món ăn ra cho bạn và có một sự khác biệt rất lớn giữa những front end developer là gì giống như là bồi bàn đi ha thì Hiện tại một bồi bàn bình thường có mức lương tôi nghĩ là 25 000 một giờ là mức lương tiêu chuẩn đúng không? Nhưng một người bồi bàn năm sao thì sao? Thì người bồi bàn đó phải họ sẽ phải biết đó là lật khăn bàn này cũng như là rắc muối các thứ các thứ và đó là những cái skill những cái kỹ năng mà những người bồi bàn năm sao có thể cần phải có và cũng giống như vậy thì một front end developer à, bình thường thì rất là nhiều nhưng mà một front end developer năm sao thì họ sẽ phải biết những cái và không phải là chỉ biết thôi nha mà phải gọi là biết cực kỳ sâu về HTML, CSS và JavaScript đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần ba cái trụ cột đó thôi là các bạn đã trở thành một frontend developer tuyệt vời rồi. Và thực sự thì có một quan điểm mà tôi nghĩ nó là sự thật nhưng tôi không bao giờ đồng ý với quan điểm này. Đó là tôi thấy ở Việt Nam thì họ hầu như là các lập trình viên đều có nghĩa hơi hơi khinh hơi chê về frontend developer <laughs> thực sự là như vậy và tôi không bao giờ đồng ý với quan điểm này. Và tại sao họ lại thường khinh frontend developer thì tôi cũng hiểu được cái ý nghĩ của mọi người. Đó là thường thì frontend developer có đầu vào rất là dễ. Có nghĩa là các bạn khi mà các bạn tham gia vào một trung tâm đi ha và kể cả những người mà họ không có nền tảng kiến thức về lập trình, kể cả những người họ đi làm trái ngành thì hầu như những cái trung tâm mà mở ra dạy về lập trình họ đều sẽ dạy về frontend developer. Tại vì sao? Tại vì frontend developer có đầu vào rất là dễ thực sự là như vậy tôi nghĩ là đầu vào cực kỳ dễ luôn Các bạn có thể làm trái ngành Các bạn có thể à, hầu như không có kiến thức về lập trình Các bạn vẫn có thể học được frontend developer Cho nên là cái đầu vào nó rất là dễ Và thường sẽ bị người ta khinh là như vậy Nhưng tôi không bao giờ đồng ý với quan điểm này nhé Tại vì theo cá nhân tôi Thì frontend developer là một cái ngành Mà thực sự thì lương cũng có thể là khá là cao lương cũng khá là cao đấy Nhưng theo tôi Fernand River là một cái ngành có đầu vào dễ nhưng mà đầu ra cực kỳ khó Có nghĩa là khi mà các bạn lên cao các bạn học về Fernand River Thì có rất nhiều thuật ngữ, rất nhiều cái mà các bạn cần phải học Và tôi nghĩ nó là cực kỳ khó chứ không phải hề, không hề dễ một tí nào Cho nên tôi nghĩ là Fernand River là một cái ngành mà vừa khó mà còn vừa cực nữa, có nghĩa là Thực sự thì một front end developer làm việc rất là nhiều và tôi nghĩ và chắc chắn là sẽ phải overtime hơn nhiều hơn cái 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 vị trí khác rất là nhiều. Bây giờ thì cái nhà hàng của chúng ta đã có cả đầu bếp để có thể tạo ra những món ăn và có cả bồi bàn để có thể phục vụ khách. Cho nên nó sẽ dẫn tới một cái vị trí cuối cùng mà tôi nghĩ là cái vị trí này là cái vị trí gọi là cao cả nhất trong một cái lộ trình phát triển của một front end developer hoặc là một back end developer đó chính là full stack developer. Về cơ bản thì full stack developer là một người có thể làm tất cả mọi thứ từ nấu ăn cho đến phục vụ khách. Và tại sao tôi lại nói là full stack developer thường là cái vị trí cuối cùng trong một cái lộ trình phát triển của frontend developer và backend? Vì để làm được full stack developer thì các bạn cần phải biết cả frontend và backend, đương nhiên rồi. Và full stack developer thường là những người có kinh nghiệm cực kỳ cao, thường là 5 năm hoặc 10 năm và họ muốn mở một công ty mới hoặc là họ muốn làm ở trong một công ty startup. Và thường thì những công ty startup họ rất cần những full stack developer, họ có thể làm gọi là có thể làm tất cả mọi thứ. Và đó là lý do mà tại sao khi mà các bạn ăn phở ngoài lề đường thì nó vẫn ngon hơn trong nhà hàng. Đương nhiên rồi, tại vì những người những cô bán thủ tiếu hoặc là phở đó, họ là những người full stack developer có kinh nghiệm rất là lâu rồi. Có nghĩa là họ vừa làm đầu bếp và họ vừa biết cách để phục vụ khách hàng. Sau khi mà chúng ta đã phát triển hết cái mạng website này rồi thì tôi nhớ không làm đâu đó là khoảng năm 2008 hoặc là 2010 nha thì chúng ta có một cái sự bùng nổ mới đó là bùng nổ những ứng dụng điện thoại và dẫn theo đó là một cái nhu cầu cực kỳ cao về một cái ngành mới gọi là mobile engineer, phát gọi là chuyên viên phát triển ứng dụng điện thoại. Và những mobile developer này họ sẽ thường làm cái gì? Thì các bạn có thể chọn một trong hai con đường để có thể phát triển sự nghiệp. Thứ nhất đó là về Android developer và thứ hai đó sẽ là iOS developer. Và tôi nghĩ thì Android developer sẽ có nhu cầu và thị trường cao hơn iOS developer. Đương nhiên rồi, cứ cái tỷ lệ mà số lượng người sử dụng Android với tỷ lệ người sử dụng iOS thì đâu đó là 4 hoặc là 5 người sử dụng Android thì mới có một người sử dụng iOS nha. Và Android thì thường tập trung ở nhiều thị trường và iOS thì thường là những cái thị trường về châu Âu và Mỹ là nhiều hơn và còn có một cái vị trí nữa đó là cross platform có nghĩa là những người này họ có thể vừa phát triển ứng dụng điện thoại trên Android vừa có thể phát triển ứng dụng điện thoại trên iOS và thường thì họ sẽ sử dụng Flutter hay là Dash gì đấy tôi nghĩ vậy và nghe thì nó có vẻ rất là ngầu đúng không tại vì chúng ta có thể vừa phát triển trên Android vừa phát triển được trên iOS nhưng có một điều mà thật sự tôi cũng không biết nó có phải sự thật hay không Tại vì tôi cũng chưa lấn quá sâu vào cái ngành phát triển ứng dụng điện thoại này Nhưng tôi có một người bạn, ảnh làm về mobile developer Thì anh có chia sẻ một cái điều Đó là hầu như không có ai chọn con đường cross platform cả Và các bạn có thể search trên Youtube coi thử có có phải đúng hay không Có nghĩa là à, những vị trí flutter thì rất ít người tuyển dụng vị trí như, như thế này Nên là họ thường sẽ chọn cái con đường thứ nhất là Android developer là các bạn chỉ chuyên tập trung vào Android developer thôi hoặc là các bạn chỉ chuyên tập trung vào iOS developer thôi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ xem thử một cái lộ trình phát triển của một Android developer thì nó sẽ trông như thế nào. Thì giống như một frontend developer hoặc là backend developer thì Android developer họ cũng sẽ phải chọn cái một cái ngôn ngữ để học thôi, đương nhiên rồi. Thì ở đây thì nếu sử dụng Android thì các bạn có thể chọn Kotlin hoặc là Java. Và đương nhiên là chúng ta cũng sẽ phải học những cái nền tảng cơ bản của phát triển ứng dụng điện thoại, và sau khi đó thì đương nhiên là cũng phải học về version control system và những cái thuật ngữ chuyên môn khác về lập trình ứng dụng điện thoại và cái này quan trọng nè, cái này cực kỳ quan trọng đó là theo tôi mobile engineer hay mobile developer là những cái vị trí rất tốt để các bạn có thể bắt đầu sự nghiệp lập trình của mình tại vì sao? Thứ nhất, mobile engineer có thị trường quá rộng đi, tại vì ứng dụng điện thoại bây giờ ở đâu cũng thấy cho nên là cái nhu cầu về phát triển điện thoại là vô cùng cần thiết và thứ hai là gì các bạn có thể tự phát triển một cái ứng dụng điện thoại dành riêng cho mình không giống như là phát triển web thì để phát triển một cái web tốt thì các bạn sẽ cần nhiều vị trí hoặc là các bạn là một full stack đầy đủ kinh nghiệm hoặc là các bạn có một cái đội ngũ về backend đầy đủ và có cả frontend nữa cần rất nhiều vị trí để có thể phát triển một cái web thì với mobile engineer các bạn có thể tự phát triển một cái ứng dụng điện thoại riêng cho mình và biết đâu tôi hy vọng rằng có thể gặp các bạn trở thành một ông chủ nhỏ hoặc là một cái startup kỳ lân công nghệ thì sao và đương nhiên rồi bốn vị trí mà tôi chia sẻ trong video này chỉ là bốn vị trí mà các bạn có thể cân nhắc trong sự nghiệp lập trình của mình và không hầu như là không có cái vị trí nào là tốt hơn vị trí nào hoàn toàn cả và tự các bạn sẽ phải tìm ra là mình sẽ thích hợp với vị trí nào và nếu các bạn thích tìm hiểu nhiều hơn những vị trí lập trình khác thì tôi sẽ làm thêm nhiều video cho các bạn. Và các bạn nên biết rằng tôi đã dành ra 3 năm để có thể đúc kết ra một video dành cho các bạn. Cho nên là tôi hy vọng các bạn có thể để lại một subscribe để có thể xem nhiều hơn những video giống như thế này nữa. Và cuối cùng, xin cảm ơn.